Ok, hôm nay anh em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái game mới. Game này có tên Gaga. Vậy, trong lúc chờ tải thì chúng ta lướt sơ qua game coi nó làm sao. Gaga. Này hạt giống của nền văn minh. Đây là một con game thế loại xây dựng. Nó ra mắt vào tầm này năm ngoái nè. Cách đây đúng năm luôn. Cũng khoảng một năm luôn, ngày 7 tháng 12. Hiện tại đây là cái phiên bản đầy đủ luôn nha, chứ không phải là Early Access hay là gì nữa. Nhìn cái game mà thể loại của Gulai nhưng mà kết hợp với City Builder, tức là vừa xây dựng mà vừa có yếu tố chơi lại nữa. 10.000 lượt follow, hiện tại đang có 6 người chơi. Tính ra game này đồ họa nhìn nó cũng khá là đẹp. Đồ họa nó rất là đẹp luôn. Mấy cái công trình lễ hội bắt đầu xây dựng một cái mà băng này bonus nữa chứ. Tham 4 cái lễ hội mới. Game này chắc phải là tốn khá nhiều thời gian đó. Game này đã từng được giảm giá đến 50% nha, nên cái mức giá này rất là hấp dẫn đó. Đây, một số cái cảnh trong game. Đồ họa nó hơi dị dị một tí, nhưng mà dòng game xây dựng mà kết hợp được cái Gogolai thì khá là trong game làm theo cái thể loại này á. Chỉ có Agen là tôm á. Đây đây đây, có con này cũng thể loại đó luôn. City Builder kết hợp với Gogolai. Vô thử con game nó làm sao. Mình là cái trưởng làng, có thể sống hoặc chết thôi. Có một vùng đất hoang dã gọi là Kaila. Đây. Sao mà game không có tiếng ta? Mới vô được cái thành thủ luôn. Di chuyển camera nè, tức là HD. Ok. Yeah, là để xe trái, xe phải, ok luôn. Vô xe tinh. Bóng. Bóng thì không cần nhiều quá đâu. Bật cái sự kiện. Sao FPS nó vẫn 60 ta? Đẩy lên 90 nè. Rồi. Chào mừng đến Kaga, bắt đầu những cái mà học những thứ cơ bản cùng nhau. Điều đầu tiên là di chuyển camera xung quanh. Dẫn dùng chiều chiều á, nên mà bật cái cuộn camera nó mượt mượt đi để anh em xem thì nó có thể nó chóng mặt đó. Đây nè, cuộn mượt cái cam đó, nó không bị giật quá.
Mình đâu, mình là ông này hả? Bui một cái campfire. Bui chỗ nào đẹp ta? Chỗ này đi. Phong thủy thì nó qua hướng đông. Ủa sao trên này có một phe phái nào nữa thế vậy? Thì lúc mà mình xây dựng nó có một cái dòng xung quanh, gọi là cái dòng dùng tài nguyên của mình. Mình có thể lựa chỗ đó đi bui. Ok, đây là cái tài nguyên của mình. Hơi khó nhìn nha, nó nhỏ quá. Mình có thể kiểm tra thời tiết ở trên này. Cái này là mây thôi, hiểu rồi. Chế dựa này giống như châu Á mình quá hả? Ở đây có cả tàu thuyền luôn nè. Mình ghé chuột vô cái gì á, nó sẽ hiện mấy cái thông tin tài nguyên đó góc trên phải đây. Như cái này là cỏ nè, lúa nè. Đây là dân cư của mình, chỉ có 4 dân thôi. Mình là ông trưởng làng, là ông già có râu rồi nè. Rồi, mình bắt đầu ra mấy cái lệnh đầu tiên. Nhấn chuột trái rồi đó. Những cỏ hả? À? Đi chặt gỗ được không? Phan 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 cái gì? Chọn cái lỗ nhà là chọn sao? Chọn cái nhánh cây công nghệ mới. Nhưng mà chọn ở đâu? À, nhắm vô này. Bây giờ xây nhà nào bây giờ? Bảo vệ được mưa nè. Bảo vệ mưa khá cao luôn nè. Cái máy này thì mưa khá cao nhưng mà dễ bị lạnh. Còn cái này thì chống được lạnh. Cái này thì vàng quá nhưng mà dễ cháy nha. Mưa với gió thì ảnh hưởng. Giữa hai cái này. Cái này đi, cái này ít tốn hơn mù gỗ. Chúng ta có nhà. Do cái này là Gogulai nha, anh em nhớ nha. Hai căn đi. Dân nó tự làm. Mưa, mưa, mưa. Thời tiết đang mưa nè. Trên này nó có mấy người khác nữa hả ta? Rồi mình đã học được cách xây dựng công trình này. Vui nhà cụ ơi, cụ trưởng làng ơi, vui nhà. Xây tới 4 căn nhà lận. Nhà nó ghi 2/4 à. Không, để cái chỗ nó trống đi. Rồi ok. Hái luôn cây cỏ này. Có thằng nào đi làm việc không? Đấy, hai đó ra đi làm chứ. Hiếu cỏ. Rồi chặt cỏ xây nhà lại đi, tự giác lên chứ.
hết mưa mới xây trong cái nhà. Mỗi cái nhà này chỉ chứa một người hả? Ngồi cái ông trưởng làng thôi. Đói rồi, đói rồi. Không có thực phẩm. Học cách được xây dựng căn nhà. Rồi, chúng ta đã có nhà hết. Trưởng làng ơi. Cái này là sao? Đây, mình đã tiếp thu được cái kiến thức mới để bắt đầu cái quá trình trồng trọt. Một cái lúa này có thể tạo ra 4 cái thực phẩm. Cái này 2 bánh mì. Nên trồng lúa hay là học cách gieo trồng trước đi. Không được rồi, mình phải làm bánh mì trước rồi. Xây cái lò bánh mì. Cái cửa nó vô ở đây, sao nó không đặt ở đây được đó. Rồi phải ghép vô cái ngôi nhà nào đó để cho cái ngôi nhà đó xây mới được. Đây, làm việc nhanh lên. Không có đất sét. Đất sét lấy đâu? Cái này là trái dừa. Đất sét thì thường lấy ở bờ sông á, nhưng mà mình có xuống sông được không? Em bị kẹt rồi anh Dev ơi. Đó, tôi nhìn thấy là một vài cái khu gần nước là có đất sét nè. Trời ơi, mình nghĩ sớm hơn cái đó không không được. Giờ là thiết quân lực cho cái làng. Mình có thể là nhận luôn cái vùng đất này thành của mình. Bây giờ có đất sét, mình có thể trồng cái hoa sen, trồng được cái lúa nước. Hoặc là làm lấy cái này để sản xuất ra cái lây vừa á. Nhưng học bên đây rồi. Trưởng làng đâu rồi? Sau một vài cái công nghệ á, thì cái của mình là nên trở về cái campfire, nghĩ đến một cái lễ hội. Lễ hội thì sẽ hiện cái dấu chấm hỏi ở hành tinh 3. Từ từ có đồ ăn. Hồi nào rảnh quá thì đi chặt cây hay là làm cái gì đó đi. Banula.
Làm này lâu lắm quá vậy. Nghĩ rồi, được ý tưởng mới rồi. Phép này chưa có mấy cái tài nguyên này, nhưng mà phải 14 cư dân nữa nha, cộng một cái độ nổi tiếng nè. Cái này 6 cư dân dễ hơn đó. Đây, lên luôn cái đống lửa này đi. Xong cái lò bánh mì cho bạn ơi. Đây, chúng ta có lò bánh mì rồi. Có thằng nào làm không? Trình lễ hội hoàn tất, nhưng mà thiếu một người dân nữa. Làm gì tiếp đi trưởng làng, tí nữa sẽ có dân nên mình xây thêm một cái nữa. Mấy người dân của mình nó làm cái gì hết ta? Lễ hội đã hoàn tất, không mắc kỳ mắc cái lỗi nào. Không nào, nướng bánh mì đi. Nhưng mà đào đâu ra một dân nữa giờ ta? Không có người đủ người để là làm tổ chức cái buổi tiệc này, khá là đáng buồn. Một đầu đất, một nước bánh mì, hai thanh niên này đứng chơi hả? Đến đây là một cái sự kiện nữa nè. 6 dân nữa nè, ở đâu gan thằng hả? Dữ 7 dân nữa nè. Cái gì đấy? What the hell? Chơi thôi, đừng chơi quá anh em ơi. Đừng có chơi đồ tập thể vậy. Mấy dân làng bên gán anh gì cái gì? Rồi, chúng ta đã qua coi như là chiến thắng giờ chơi. Phá đảo game mà đó. Chọn một cái công nghệ để thêm vào đây. Tương lai mình sẽ thể dùng nó. Chắc lấy cái công nghệ là đất nung. Nhà thì chưa cần, cái đất nung này nó cần hơn. Ok, chúng ta đã phá đảo game. Nói vậy thôi, giờ mới bắt đầu hết cái tutorial nè. Cái là người sáng tạo của mình. Tại đây mình có thể đọc về những cái thông tin sáng tạo của nguyên cái đội này. Tem vàng hoặc tem xanh nha. Bên tem xanh này được 4 cái nè. Xanh đỏ đây. Tài nguyên của mình ở đâu ta? Bắt đầu với 4 cư dân. Bắt đầu nghiên cứu. Nhìn an toàn.
bên này cái bản đồ có dùng cây ga này, vùng xanh là vùng tối nè, ốc đảo nè, những cái núi chọc trời nè. Mình hiện tại chỉ có thể đi được hai cái vùng này thôi, 4 kama, còn cái này là sao, 3 kama, 2 1. Cái này dạng như mấy cái nhiệm vụ vậy đó. Hiện tại thì một trong hai vùng này, nên chơi vùng trên hay vùng dưới anh em. Bây giờ mình phần thưởng thể mở được cái camera, chắc là đi cái này thôi. Tớ gợi ý cái này nãy giờ nè, vô mình giống như một cái nhà triết học nhé, người suy nghĩ ra nhiều cái thứ để giải quyết cái vấn đề. Rồi cái game file đầu tiên đây đi. Cũng rồi. Không có cái nhà nãy nha. Nhà này thì chỉ chịu được là trời lạnh nhưng mà trời mưa. Anh em nghĩ cái thời tiết nó ở đây nó như thế nào? Nó rất là nóng nha. Nóng nên nó ít mưa, mình không cần chống mưa nhiều. Vì mình sẽ lấy một trong hai cái đầu. Cái này đây. Chả biết. Cái liều. Bốn cái liều. Sao mà đó hả? Cái gì đây? Đây, người suy nghĩ của mình đây. Bắt đầu đến đây nghiên cứu cái một hoa quả này. Không đi làm thì đi hái cây đi. Đứng yên mấy này. Nè, cái hoa sen nãy nó dụ mình trồng mấy cái thềm nước. Game này cũng ổn áp phết đó chứ. Ủa làm sao lên được trên này ta? Mình xong cái gì nè? Không có nguyên vật liệu nên mình dắt học và đào quặng đi. Có đường đi lên ở đây. Nghe ổng suy nghĩ mà ổng ứ rồi. Ủa cái nhà này chứa được có hai người thế là. Đây bắt đầu trồng lúa. Ngôi sao là cái gì? Cảnh báo. Không có nguyên vật liệu ở gần cái công trình này. Công trình này cần phải có gạch. Không ai vô đây lấy gạch. Cái này là cái gì? Chơi dừa hả? Cái này là đá. Gạch. Đá. Đá thì... Gạch đó là mình phải lấy đất sét mình nung lên. Có gì bên đây nữa là cũ rồi.
Của cũ đâu em? Oh, mình có thể đi được bên đây luôn nha. Đây bắt đầu có đồ ăn rồi. Đi có cái gì đây nữa nè. Mưa hả, mưa hả? Mới nói xong cái nhà này không có, cái vùng đất này không có mưa. Cái này cũng không có đất nung ở đâu ra nữa. Đó cụ về lễ hội nè, tới dấu chấm hỏi này thì chúng ta phải chọn cái lễ hội. Ok. Bonfire 20 người lận. 20 nhắm đủ không ta? 20 đi, chơi luôn, sợ cái gì? Đây cái khu ăn chơi nhảy múa cho dân đây. Ủa cái này đâu phải là ăn mình. À nó hàng xóm của mình. Tự nhiên nhìn lạ lạ. Dân mình 7 thằng mà nó làm cái quái gì ta. Sao ở đây mà nó không cho ông chồng cái gì, cái gì? Có một đá nè. Cái này là cái gì ta? À, đất sét đây. Tới lễ hội rồi. Dân mình nó không lên, có cách nào không ta? Tikali. Tụi nó tàn phá thiên nhiên bánh nha. 20 dân lần đầu đâu ra bây giờ. Ngủ bên làng sớm này chơi được không? Phải, con gì thế này á? Thôi, qua bển nó bay mình luôn á. Cái này là cái gì? Cái khu vực trao đổi với nhau thôi. Đây là cái bộ lạc bên hàng xóm của mình đã yêu cầu một cái gì đó, thì coi họ muốn cái gì mình đáp kết đồng ý cái điều khoản đó thôi, dạng như mà thương lái hai bên trao đổi với nhau. Nó đòi đồ ăn mà mình không có đồ ăn. Có lúa này ăn được không anh?
Một dân rồi nè, phải 20 dân nữa mới đủ. Xây thêm mấy căn nhà nữa ta, 1, 2. Không có đồ ăn còn bị mấy anh hàng xóm qua xin điểu nữa chứ. Không có gỗ thì đi chặt gỗ đi. Cho nó đứng nó dòm. Làm việc đi rồi ăn. Bây giờ liên làng chúng ta khốn khó lắm biết không. Còn thằng này lần nào nó cứ đứng đây nó dòm vậy. À, nó đang làm trong cái mỏ đá đây. Đi làm chém gió cái gì đó. Nãy 14 dân rồi mà giờ sao còn 11 à. Hết food rồi, hết đồ ăn rồi. Đi làm gì trên này vậy trời? Rồi, xây nốt cái vùng trên này luôn đi để. Cái anh tay là cái chỉ số gì vậy? Chỉ nhả nhanh lên. Mưa rồi. Đem đồ ăn đi cho người ta nữa. Trong khi mình thì đang đói. Mưa lớn quá. Xây nhà đi. 20 dân lận đó, lên đây lấy cỏ lấy cây gì nè. Thêm căn hả? Nhanh tải lẻ trứng lên. Ông cụ gánh còng lưng luôn là thấy không? Hết phút nó rồi. Đó, đủ nhà cho 20 dân đó. Giờ đủ 20 dân mình chơi cái lễ hội luôn. Thôi, không cần xây cái này nữa đâu. Thôi, lỡ xây xong rồi thôi. Bây giờ dân nó đang rảnh hả? Rảnh này đi trồng lúa.
Droska. Distradam. Droska. Banula. Banula. Aussie. Thôi, không cần đâu, không cần đâu. Banula. Hoshi. Doblan. Distradam. Banula. Ủa đâu? Cái này phải chọn mới có ăn chứ. Từ cái một cục gạch này nè. Từ cái mỏ đá nè. Ủa đâu? Cái mỏ đá đâu rồi? Bốn gỗ thì mình sẽ xây được cái mỏ đá này. Từ cái mỏ đá này mình sẽ ra gạch. Ra gạch ngay chỗ này. Nên chắc xây thêm một cái mỏ đá nữa đi. Mưa lớn luôn á. Rồi đủ dân này, làm lễ hội nhanh. Ăn chơi đi, ăn chơi đừng sợ mưa rơi. Sẽ dần bên anh quẩy không? Đâu có làm ăn. Bên nó đứng gặp lên tới nó luôn rồi. Bên mình cũng giữ đi thôi. Rồi, nói chung là hoàn thành rồi đó. Ok, mở được cái kỹ năng mới. Cái này gọi là cái cối xay gió. Của cái gì? Ờ đúng rồi, cối xay gió để mà xay lúa. Này Kama cộng 2. Bây giờ là mình dần dần nổi tiếng trong cái giới xây dựng rồi đó. Unit load hả? Là sao? Dân nó chết hay gì? Thì nó mất tích. Ai đây? Đây là cái nhà thiền sư, được gọi là cái gì đó, nhà tư tưởng đi, nhà tư tưởng cây lo. Nhà tư tưởng này không phải là cái quân địch, họ chỉ muốn là trò chuyện và thử thách mình thôi. Những cái nhà tư tưởng khác nhau thì có thể là trò chuyện với nhau để mở khóa thêm mấy cái đường hướng nhiệm vụ nữa. Nói chung là dân tri thức nói chuyện với nhau. Yêu cầu mình kim tự tháp bằng đá. Kim tự tháp thôi, không có chọn được. Mình phải có những cái lễ hội này á mới đáp ứng được cái yêu cầu của ông. Ai nói đây? Bên này thì chủ yếu là về lửa pháo hoa hả? Lồng đèn, lễ hội lồng đèn, lễ hội lúc lửa. Đốt lửa này hồi nãy mình tăng cái rồi. Cái này là dạng như mấy thả mấy con diều gió nhá. Bên mà Nhật Bản á, anh em đọc ba cái chuyện Pokemon đầu có hay có cái trò này nè. Thì giống như con cá chép rồi buộc cái mỏ vô rồi treo đây do gió thổi bay bay á. Xanh nè. Nghệ có nhất rất nhiều thứ nha. Cái này mới chỉ là cái xây nhà đó. Bên đây mới là thật nè. Hiện tại con game này thì chắc chơi cũng khoảng vài chục giờ mới là thấm da lông tí. Bên này là việc làm của mấy thằng dân của mình. Tụi nó biết khá nhiều thứ rồi nè. Cái này các nguyên vật liệu. Biến thể hả? Rồi quá nhiều thứ để khám phá luôn.
Này tài nguyên, này đơn vị của mình, chỉ mới có thằng một thằng phương giác thôi. Nên chưa có gì nhiều, chắc sau này unlock thì sẽ khai khá thứ nữa đó. Mấy con quái thì mới biết con ốc sên này. Đây. Một loại quái rất là phổ biến ở cái vùng Kaiga này. Ốc sên nó thì trông rất là dễ thương và dễ mà huấn luyện nó, không phải từng quá đó. Nhưng phải mất rất, tốn rất là nhiều người để có thể thường hóa cái con rồi. Nó sẽ cho hai cái vật liệu và đồ ăn, nhưng mà cái này là cái gì ta? Thịt. Ủa, cái không phải. Siêu là lụa với vải, vải vóc á. Dạng như tơ. Thiết kế cái hình cuộn bằng cái ống tre này cũng độc đáo ha. Mình có thể mở phá thêm rất là nhiều nhà triết học nữa. Nhà suy tư. Bonfire Light. Ok, mới khám phá được cái hai vùng đất à. Có thời gian sẽ thử thêm. Hôm nay thì mới chơi thử cho biết con game nó còn sao thôi. Ê, 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 ê. Tốt 3 mình có 5. Tăng cái tốc độ mà chặt cây thêm. Còn cái này là trang phục mùa đông, là mình có thể làm việc mà cho dân của mình á, có thể làm việc đầy đủ cái sức lực khi mà tuyết nó rơi luôn. Thì chắc nào qua map băng này mới mua cái này. Cái này đi nhiệm vụ chủ tuyến nó mới mở ra dần dần. Này trộm bán đồ thôi, hiện tại vẫn chưa có mở hai cái vùng đất nào khác. Ở đây là mình có thể nhận nhiệm vụ nè, như hồi nãy tôi đã xong cái nhiệm vụ này. Nó mở được cái Kama shop, là cái shop bán ba cái đồ bên đây đó. Bây giờ mình chơi tiếp thì chắc là mở thêm vài cái nữa. Có quét nữa không? Bây giờ những cái quét mình có thể nhận để làm nè, lên đốc thêm nè. Rồi, có thời gian thì tôi sẽ thử qua. Ok, bye bye anh em. Hôm nay thì chơi cho biết con game này thôi nên chơi nhanh tí. Tí nữa thì còn đi làm đó. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Game này có tên là Kaiga. Game hay nha. Để dành mai mốt chơi tiếp. Để đây đi. Rồi, ok, bye bye anh em.